Đó, nên nên hạ xuống cái này. Đó, mình nên hạ xuống. Hạ công nhận trường phu yên. Công nhận đó, tập dưới cái đường thế này. Tập để cho cái mùng muốn hạ ấy mà nè. Quá thân mùng không thể thó. Được, nâng lên mùng hạ xuống. Nâng lên hạ xuống. Đó, cái người trả anh em Thu Hoàng chào tất cả mọi người và các bạn nha. Mọi người ơi, hôm nay anh em Thu Hoàng sẽ chia sẻ với mọi người và các bạn đón xem nội dung video. Mong các bạn sẽ hiểu nội dung video là kịch bản của Hoàng Thơ. Nếu hay, các bạn cho anh em Thu Hoàng một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất, hài hước nhất của kênh anh em Thu Hoàng mọi người và các bạn nhé. Chặt che cỏ để giúp sạch sẽ khách, người ta đi lại. Đi thầy bà. Ông đi ông lau cho em mà lau cho mà khi dư mà dư rồi dư mà chữa đi. Bà biết có lau sạch sẽ khách người ta ngồi giảm trẻ để người ta ưng ngụt sạch sạch. Sạch sẽ mới lau mà mặt nó cũng chảy ông là cũng lau xe mà nhá. Thì lau xe lên chứ bà ông thấy lau xe từ cái sáng nhưng mà vẫn gần soi gương được cái. Đây như ở nhà đỡ đấy tối thì đi chờ đi đi à có đi lau xe thì mà. Bà đi bà kiểm sớm sớm bà kiểm khách lại. Ừ, đi biết rồi. Bà cứ đi đi. Bà đi chờ đi. Mẹ nữa đi tập thể dục trên đó. Để tối đi chờ kêu người đó đương mốt là cùng biệt lực là rơi mỗi xe thì đánh mắt đi cháy nữa. Để ở tối đi chờ đấy. À đợi tới đây ông ơi. Ừ, đi bà đi nhá. Đây, 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 đây. Anh bày, em tập cũng chưa được đâu. Tập nó phải mạnh lên. Mạnh lên. Rồi dơ cả. Bụi xuống kia này. Này, em, này. Thế em vẫn có hít được đất ra gì không? Được. Đi ra khỏe để bùng nhỏ này. Bùng vẫn nhỏ. Bùng, đó, nâng lên hạ xuống thế này. Đó, đứng lên hạ xuống, không trả công nhận tuyệt vời. Công nhận đó, tập dưới cái đường đó là tập để cho cái mùng nó hạ ấy mà nè. Một, quá thân mùng không thể thở. Tới mùng, nhớ. Đứng lên mùng hạ xuống. Đứng lên hạ xuống. Đó, đứng lên hạ xuống. Đó, đứng trả công nhận đó. Không đi được này. Mùng đi chạy đến cái được đó, được đó. Có điều, một. Có điều nó khả năng. Đó, điều nó được đó. Ông này cái bùng, ông có vấn đề gì không? Tụng nắng cái ông lại
mùi lon che sáng bóng rồi. Tôi nói với nhưng ông mà thầy nói với bà này không cũng mãi nhiều sợ mãi bắt lại vợ đậu ăn để cho sợ để cho chạm ông để ông được kiểm đông để trở bơ để cho dư đi múa hàng đây đã rồi. Ờ đi múa cho tôi bán đây đã chứ lại tiền múa bằng múa mà dư mình ra đây thì bà không biết không tôi là đình xe bóng rồi là có con mềm ở bên nhà bên người mình mà bạn cứ mình đi tập thể dục nhưng mà tập cái điều không liên quan gì đến ông thì giúp nhà gần nhà giúp nhau không gì mà đâu bay trong cái ta tập thì tới mày cũng không được cái gì đâu bà em bà không được cái lần mà chưa thì bà thì bùng ấy rồi người ta bùng phê đi bùng phê phê hờ chứ thì giúp người ta đi gần nhà gần nhà cửa là tối về sáng hồi nhau chứ không có sáng hồi giúp cho ông một công việc chiếu thì họ đi cơ quan thì mình có thời gian cơ quan vì là cỡ quá thì nói với ông vô được cái mới nói với con tài năng à tôi lên để tôi đi tôi phải chuyển với ông thôi còn có gì tối tôi về nói chuyện nhá dạ rồi mình đi đủ đơn rồi rồi đi đi rồi để tôi đi tiếp đâu à tối mà tối về không có đông bố bây giờ cũng tối mà thảy sáng thì mình mê đi mình bơi nữa chắc quay chân với tôi rồi rồi bà yên tâm tôi lại đi được à để tôi đi đây tập cho có con mề có tí mà thì một cái vùng đấy này vùng gì vùng nói chung là cái vùng đấy là có con mẹ này là hàng tuyến để theo chồng tôi rồi dây tôi phải ở nhà thì cây đến đấy thì anh có chồng tôi để cùng cái vùng nữa tôi bận cũng mầm này nếu mà đi cái vùng nữa là phải tăng tiền nhưng mà tôi chưa đến đó là tôi chỉ có biết đứng ngoài thôi chứ tôi cũng việc cả cái tôi biết tăng tiền là mấy tháng lẻ đó là như người ta là bình thường là 200 nhưng mà ví vụ thì phải 500 bà có ưng đi mà 500 cũng xong chứ tôi làm gắng mà để gặp cái con mày đấy mà nghe nói là bàn con bà tôi nữa là phải theo chồng từ đây còn 500 cũng được nghe là gặp được con mẹ đấy được 500 tôi trả tôi không biết tôi đứng ngoài cửa tôi đưa 500 đây được tôi trả tiền đóng 500 ông chờ tôi để này 500 à đây một ba năm rồi nhưng mà này cái sổ nhà là ông cứ chờ tôi anh chờ thì tôi đi mới là cái chị đấy đó đấy là tiền đóng đi bà đấy là đấy mà phải đấy đó điền đấy nhá lấy xe đi một vù nê thì cũng nghe căng đi sau chứ tôi không biết chuyện đấy mới chữa mà phải đấy đấy là gần đến chưa đấy đấy chữa mà cái mà để trả cái công này dân đấy à đấy là được rồi có cái cuốn này có cái cuốn tiền và có cái sổ là hổ thăm về sánh được rồi cái cuốn tiền mà hổ thăm về sánh đấy chính xác à được rồi anh chờ tôi để nhá thì bố thì gặp con mày đấy để nhá đúng rồi cái sổ nhà hải cỏ cột điền hụt hầm rồi thấy đúng rồi đấy rồi để nhà đấy rồi nhá cỏ chí đi tỷ nữa là để hồ trời nhá đấy rồi đến công rồi rồi nhá đấy rồi ủa nhà mình nhà của mình đấy mà con mền ý thì nói mình vào đây sao rồi chết cha rồi à chắc có lẽ cái mùi ý thật không có ai này cái gì chị cả đây là đây này chị đã chuyển lên thẻ đâu rồi nha chị chuyển lên thẻ đâu rồi này chị là ai chị là ai mà bố đi ra chứ có thể đâu rồi tôi ra chị nghe biết nhân nào cũng đang mò bàn đứng ở đây chị nó chuyển lên theo trong từ cái chỗ ngay mà ổn chắc ngay là cái chị hai tuổi ngay mà ổn chắc trong từ cái chỗ chúng
Đập vừa túi thế này thì đây nhà của tôi nào, nhà đấy, đây nhà của tôi, tôi vừa nhìn thế các bạn, thằng cũng bàn tôi nữa là cái nhà này mà nói mày vào trong đấy được ngoài đây là bàn đấy là trong trong tôi đấy là trong tôi rồi nó đấy là trong của thầy à, đúng rồi trong tôi đi sổ à rửa mà rửa trời ơi rửa mà bàn phải đâu hỏi mới con nặng trong tôi là nhận rửa mà tôi kinh doanh chơi mài mà tôi bị thải la bản sổ nhà đấy hả. Chị ơi, nhầm rồi. Thế? Nhầm rồi. Nhầm rồi. Nhầm rồi, nhà bên cạnh chứ không phải nhà đây đâu. Nhầm rồi. Nhà bên đó trong hơn hai mình đây. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Mà ống này ở đây. Từ dưới rửa khô cái răng. Đây có cái răng. Đây đây đây. Bố đập túi một trần. Tôi nói với bà nhá. Tôi đi xe lai còn đứng là bà lại mà đục vai bà nhờ đi lai. Nhớ là như lai bình thường có 200. Mà được nghĩ bà biết không? Bà chỉnh đến điều kiện tôi mà đưa 500, đưa 500 nghìn. Nhớ là gặp bà có đau không? Không đau. Thì tôi lai đến đây vừa dừng xe thế bà chúc bà chạy vốn lên. Nhưng mà đậu chứ bà cũng được rồi. 500 được chứ này. Đây. Ừ, 500 đây, giao cho bà này. 500 được rồi. Ừ. Trả thầy. Đưa cái con chi nữa. Trả thầy hân ghen thì được. Hơn 30 đồng thì được áo mày. Không, thì chắc là thôi, thì bà muốn nhá.